Hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2023, chúng tôi nói về cái câu chuyện đình chỉ giỗ của vua Quang Trung ở Miếu Đôi. Đây là một câu chuyện thời sự rất nóng bỏng. Chuyện giỗ vua Quang Trung bị chủ tịch phường Thủy Vân bất ngờ ra công văn đình chỉ đã làm sửng sốt những người dân hiểu biết về lịch sử của vị anh hùng vĩ đại của đất nước, từng nhiều phen làm khiếp vía quân giặc. Câu chuyện đầu đuôi ra sao sẽ được bác Nguyễn Đắc Xuân kể lại như dưới đây. Ông là nhà nghiên cứu di sản văn hóa Huế và cũng là người đã bỏ nhiều thời gian và công sức đi tìm mộ của vua Quang Trung nhiều năm trước đây. Xin được ghi lại các bài của bác đã viết để các bạn đọc tìm hiểu câu chuyện cho nó dễ dàng hơn. Bài đầu tiên bác viết để hướng đến lễ giỗ vua Quang Trung lần thứ 231. Từ sau ngày tọa đàm khoa học 24 tháng 6 về Miếu Đôi, làng Giả Lê Chánh được Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Văn hóa Huế đồng tình với làng thờ cúng hai vua Thái Đức và Quang Trung ở Miếu Đôi. Những lý lẽ hội đồng tình với làng đã được trình bày rõ ràng, cụ thể. Những lý lẽ đó chưa có ai đánh đổ, phủ nhận. Trên báo Thừa Thiên Huế có đăng bài Đôi điều về miếu làng Giả Lê Chánh của Nguyễn Đình Đính, lấy hai ngôi miếu xây dựng từ đời Nguyễn Phúc Chu áp đặt vào Miếu Đôi thời Minh Mạng, cho nên không ảnh hưởng gì đến những lý lẽ chứng minh hai vua Thái Đức và Quang Trung thờ ở Miếu Đôi. Bài phản biện đã được đăng trên báo Thừa Thiên Huế ngày 8 tháng 9 năm 2023, và báo của Đảng bộ đã tạm dừng cuộc tranh luận mọi công việc dành cho lễ giỗ vua Quang Trung lần thứ 231 vào ngày 13 tháng 9 tại Miếu Đôi. Xin mời dân làng Giả Lê Chánh và những người quan tâm đến vua Quang Trung về dự. Đây là cái thiệp mời của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân trình bày rất là đẹp, rất là công phu. Sau lễ giỗ, những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về tận Miếu Đôi, những người quản lý Miếu Đôi sẽ hướng dẫn cho. Đó là cái sự chuẩn bị để mà hướng đến cái ngày giỗ. Thế thì ngày 11 tháng 9 năm 2023 có cái công văn ở Ủy ban Nhân dân phường Thủy Vân, văn bản số 129. Nhắc lại là ngày 11 tháng 9 2023 do chủ tịch phường Nguyễn Thành Trung ký, thông báo ngừng hoạt động của việc làm giỗ hoàng đế Quang Trung tại Miếu Đôi. Đây là cái công văn. Đấy. Công văn đọc như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân phường Thủy Vân số 129 kính gửi Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Huế, Tổ trưởng Tổ dân phố Giả Lê, Hội đồng Tộc trưởng làng Giả Lê. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương phường Thủy Vân, thành phố Huế ghi nhận tinh thần của Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Huế. Bà con dân làng Giả Lê đã có sự quan tâm chủ động nghiên cứu liên quan đến Miếu Đôi thuộc Tổ dân phố Giả Lê, phường Thủy Vân. Tuy nhiên, hiện nay vẫn trong thời gian nghiên cứu và tìm kiếm tư liệu liên quan đến luận cứ mà Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Huế cho rằng có liên quan tới Hoàng đế Quang Trung tại Miếu Đôi, Tổ dân phố Giả Lê, phường Thủy Vân. Ngày 7 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường Thủy Vân nhận được văn bản của Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Huế do ông Nguyễn Đắc Xuân, chủ tịch hội ký, gửi mời tham dự lễ giỗ thắp hương cho Hoàng đế Quang Trung vào ngày 13 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch tại Miếu Đôi Giả Lê Chánh. Với nội dung của văn bản mời trên và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, kính đề nghị Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản Huế, Tổ dân phố Giả Lê, trưởng làng Giả Lê ngừng hoạt động việc làm giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Miếu Đôi, Tổ dân phố Giả Lê trên địa bàn phường Thủy Vân cho đến khi được làm rõ và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Ủy ban Nhân dân phường Thủy Vân kính đề nghị các đơn vị cá nhân liên quan quan tâm thực hiện.
đơn nhận thứ nhất như trên, thứ hai lưu văn thư thay mặt Ủy ban Nhân dân chủ tịch đóng mộc ký tên Nguyễn Thành Trung. Sau khi nhận được văn bản trên, tôi đã đến Ủy ban Nhân dân phường Thủy Vân trao đổi với ông chủ tịch phường. Tôi trình bày những thông tin mà hội đã nghiên cứu để đồng tình với làng Dạ Lê Chánh thực hiện việc thờ phụng hai vua ở Miếu Đôi. Những thông tin ấy tôi đã gửi đến ủy ban. Ông chủ tịch nói những thông tin đó của hội chưa đủ để công nhận Miếu Đôi là nơi thờ hai vua, cho nên trong thời gian chờ đợi sự công nhận của nhà nước, ủy ban phường quyết định đề nghị hội nghiên cứu và phát triển di sản Huế. Tổ dân phố Dạ Lê, trưởng làng Dạ Lê ngừng hoạt động việc làm giỗ Hoàng đế Quang Trung tại Miếu Đôi. Tổ dân phố Dạ Lê trên địa bàn phường Thủy Vân cho đến khi được làm rõ và cơ quan có thẩm quyền công nhận. Thực hiện chủ trương của ủy ban, chúng tôi thực hiện việc ngưng lễ giỗ vào sáng ngày 13 tháng 9 nhằm 29 tháng 7 âm lịch. Việc tổ chức lễ giỗ đã bị hủy. Xin thông báo với tất cả những thân hữu bạn bè, những người yêu quý hai vua Tây Sơn đã hướng về dự lễ thôi, không về nữa. Xin cáo lỗi cùng các bạn. Xin cảm ơn phường đã thông báo kịp thời để chúng tôi hủy buổi lễ, tránh được những bất trắc có thể xảy ra. Việc nghiên cứu Miếu Đôi là việc của làng, nhưng cũng có giá trị đối với đất nước. Câu chuyện của Miếu Đôi còn dài, rất mong phường theo dõi để công việc nghiên cứu và phát triển Miếu Đôi của dân làng Dạ Lê Chánh được tốt đẹp. Huế, 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2023. Để những người quan tâm hiểu rõ chuyện ngưng tổ chức này, tôi kèm theo đây hai văn bản. Thứ nhất, công văn về việc liên quan tại Miếu Đôi, Dạ Lê, phường Thủy Vân đăng ở trên. Số 2, chuyện Miếu Đôi, làng Dạ Lê Chánh. Kính thưa quý vị, sau đây là một cái câu chuyện xem như là phụ lục của bài hôm nay. Câu chuyện niềm vui, hạnh phúc cuối đời của tác giả Nguyễn Đắc Xuân, nhà nghiên cứu Huế, cho quý bạn đọc hiểu cái tâm sự buồn vui của ông Nguyễn Đắc Xuân trước cái ngày lễ giỗ bị ngưng. Thì nó như câu chuyện nó như thế này. Tôi đây là tác giả Nguyễn Đắc Xuân, ông Nguyễn Đắc Xuân. Tôi đã di chúc cho con cháu tôi mộ bia của tôi sau này khắc dòng chữ Nguyễn Đắc Xuân, người tìm ra dấu tích cung điện Đan Dương, Sơn Lăng của Hoàng đế Quang Trung. Tôi cho đó là sự nghiệp có giá trị, có ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời cầm bút của tôi. Không ngờ, trong năm qua, làng tôi nhờ hội nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế mà tôi là chủ tịch khám phá hai vò xương sọ của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ được giải thoát ra khỏi ngục thất đưa về chôn gần Miếu Đôi. Căn cứ trên thông tin của những người đi trước, tức là phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Bang và thầy giáo Trần Viết Điền, là cái hai vò xương sọ được chôn gần Miếu Đôi, con cháu của cụ phó vệ úy Nguyễn Đắc Đạo cho biết đó là sự thật. Căn cứ trên Miếu Đôi được trùng tu từ năm Duy Tân thứ năm bỏ trống cho đến ngày nay. Hình hai Miếu Đôi. Chúng tôi thấy có những biểu hiện. Thứ nhất là hai ngôi miếu có chiều cao khác nhau. Thứ hai là khang trang nhất so với tất cả các am miếu đã có trên làng Dạ Lê xưa nay. Và thứ ba là tuyệt đối giữ bí mật với nhà Nguyễn. Những biểu hiện đó là phù hợp với anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ, mà thông tin của người làng Thanh Thủy Chánh và con cháu của Nguyễn Đắc Đạo đã cung cấp. Hội chúng tôi đồng tình với dân làng Dạ Lê Chánh cúng giỗ hai ngày hàng năm tại Miếu Đôi. Kết luận cuộc tọa đàm khoa học Miếu Đôi làng Dạ Lê Chánh ngày 24 tháng 6 năm 2023, tức là mới có 4 tháng trước đây, hội chúng tôi tỏ đồng tình với dân làng về việc thờ phụng cúng giỗ hai ngày. Hội xem như đã hoàn thành công việc mà dân làng Dạ Lê nhờ. Bản thân tôi là người nghiên cứu cung điện Đan Dương trên 1/3 thế kỷ, một người đam mê dân hiến, lại là dân làng Dạ Lê Chánh, cái tên Miếu Đôi không rời dòng tư duy lịch sử trong đầu tôi. Chuyện hai vò xương sọ gần Miếu Đôi quá đơn giản.
Nó đã được dân làng Thanh Thủy Chánh giúp cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang giống lên trong cuốn sách Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung cách nay 35 năm trước. Đối với tôi, miếu đôi là dấu tích của một trời lịch sử. Thứ nhất, cho đến ngày thất thủ kinh đô, hai vò xương sọ của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ bị giam cầm vô cùng nghiệt ngã trong ngục thất vừa tròn 85 năm. Sau ngày thất thủ kinh đô, tù nhân và quan quân giữ ngục thất Tây Bắc Kinh Thành Huế giải thoát, ôm hai vò xương sọ về phía đông nam thành phố Huế và táng tại miếu đôi gần làng Giả Lê Chánh. Sau giờ phút đó thì vua Quang Trung đã được làm vị hoàng đế tự do. Thứ hai, từ ở một nơi gần miếu đôi, vua Quang Trung đã được sống trong lòng dân và được dân bí mật bao bọc, chứ không còn thân phận là một người tù giam mình trong ngục tối. Thứ ba, hai vò xương sọ chôn gần miếu đôi. Miếu đôi chứng kiến thân xác anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ vào những năm tháng cuối cùng còn lại trên cõi đời này, trước khi lũ lụt cuốn trôi vào trời cao biển rộng. Tôi rất hạnh phúc phát hiện được những ý nghĩa lịch sử đã diễn ra ở miếu đôi. Tôi nhớ lại Phủ Dương Xuân, thời các chúa Nguyễn, tiền thân của cung điện Đan Dương, sơn lăng của hoàng đế Quang Trung diễn ra ở ấp Bình An, toàn những chuyện bồn như là quật mồ, mổ xăng, bỏ đầu lâu vào các vò vân vân. Ngược lại, cuối đời tôi lại được nghiên cứu miếu đôi với toàn những chuyện vui. Niềm vui ấy đã giúp cho dân làng Giả Lê Chánh, câu lạc bộ người Giả Lê chuẩn bị tổ chức lễ dỗ vua Quang Trung lần thứ 231 vào ngày 13 tháng 9 năm 2023. Tôi nghĩ sau này niềm vui về miếu đôi sẽ được nhân lên gấp bội. Được chứ? Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2023, Hoài Linh ghi theo tác giả Nguyễn Đắc Xuân. Nhưng mà quý vị biết, niềm vui của ông chỉ được có mấy ngày. Thì để chúng tôi sau này tiếp theo một cái video khác để nói cái niềm vui của ông Nguyễn Đắc Xuân đã tắt liệm cho đến hôm nay. Bài Phù Đính 2 tả cái sự xây dựng phù điêu tưởng niệm hai vua Thái Đức và Quang Trung ở giữa đôi miếu đôi ở làng Giả Lê Chánh. Sau 10 tháng, công ty điêu khắc Mỹ Hảo ở Bình Dương tạo tác phù điêu tưởng niệm hai vua Thái Đức và Quang Trung chiều ngày 12 tháng 8, 2023 đã đem về an vị tại miếu đôi làng Giả Lê Chánh, phường Thủy Vân, thành phố Huế. Đây là cái ảnh người ta chở cái phù điêu đó về để giữa hai cái miếu. Thì công trình này gồm hai phần. Phần trên phiến đá sa thạch, mặt trước khắc chìm hình ảnh hai vua, mặt sau trích đoạn thơ Ai Tư Vãn của Bắc Cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân khóc chồng. Đây là cái bài thơ in ở đằng sau của cái phù điêu đó. Ở dưới cái bài thơ Ai Tư Vãn đó thì lại có cái ký tên những cái hậu duệ của những người đã cống hiến, đã có công trong cái lập cái phù điêu đó. Thì tiếp theo tả cái phù điêu đấy là cái phần ở dưới đế đó là khối đá hoa cương. Đấy, đây là mặt trước in chìm. Và dưới này là cái đế. Phần đế là khối đá hoa cương. Công trình nặng gần 3 tấn cho nên phải nhờ xe cẩu đưa vào vị trí giữa hai ngôi miếu thờ hai vua, trùng tu từ cuối năm Duy Tân thứ 5, tức là năm 1912. Công trình vừa mới an vị thì trời lắc rắc mưa. Và chúng ta thấy cái hình của ông Nguyễn Đắc Xuân đang chắp tay cảm ơn trời đất. Kính thưa quý vị, đến đây xin tạm ngưng phần 1 và xin quý vị đón nghe video tiếp phần 2. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại.